tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 7 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý gia chủ đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Mão là những người sống ngay thẳng, thật thà, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi vậy trong cuộc sống, họ gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi, dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì cũng sẽ có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tuổi Mão mệnh Kim là những người giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, thể hiện tình cảm của mình một cách thầm lặng. Trong công việc, tuổi Quý Mão luôn cố gắng, phấn đấu, tập trung cao độ vào mục tiêu, kế hoạch của mình. Họ có khả năng xử lý trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác. Chính nhờ sự nhanh nhẹn nên dù ở độ tuổi này, tuổi Quý Mão vẫn có sự nghiệp vững vàng, dù tìm kiếm cơ hội gây dựng lại sự nghiệp là điều có thể. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, khung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Quý Mão trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi thời điểm này, mệnh chủ tuổi Quý Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, nếu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Quý Mão trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Quý Mão mệnh Kim Bạch Kim, tâm tình thường cô độc, ít hòa hợp với người thân, họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết, dứt điểm, rất cứng rắn. Trong cuộc sống và công việc, họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách. Tính khí lạnh lùng, sát phạt tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Quý Mão là những người trung thành, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 là những người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, họ rất cầu toàn. Gia chủ tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân, xử thế, biết lắng nghe, thậm chí chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ có rất ít kẻ thù. Người tuổi Quý Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rõ ràng, minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác, cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Quý âm thủy gặp bính dương hỏa nên được gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Tử vi các con giáp tháng 7 năm 2021 cho rằng, trong tháng này, gia chủ tuổi Quý Mão sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Bước sang tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Quý Mão sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Mệnh chủ đang quá tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Bên cạnh đó, năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Quý Mão trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận.
Xem tử vi tháng 7 năm 2021 âm lịch, tháng này với những người làm kinh doanh sẽ may mắn khi sự nghiệp đang đứng về phía mệnh chủ. Các hợp đồng, cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều khiến mệnh chủ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, mệnh chủ sẽ cảm thấy khó khăn trong các mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho mệnh chủ cảm giác rằng không có chỗ phát huy được tài năng của mình, kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may của bản mệnh phụ thuộc vào nỗ lực của chính mệnh chủ. Ngay cả khi mệnh chủ không thể ra ngoài hay cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới, gặp gỡ tất cả các khách hàng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện mệnh chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình gây ra. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà mệnh chủ tuổi Quý Mão phải đối mặt. Đặc biệt trong thời điểm này, gia chủ tuổi Quý Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp mệnh chủ khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, bình an cho mệnh chủ trong thời gian này. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Các gia chủ tuổi Quý Mão đã dành phần lớn cuộc đời của mình với người bạn đời và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Do đó, mệnh chủ không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu mệnh chủ không bị ràng buộc, mệnh chủ có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại cuộc sống trong tháng này. Tháng 7 âm lịch, mệnh chủ sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình, luôn không vâng lời, mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Mệnh chủ nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó, sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Mệnh chủ đã sống quá nhiều cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Chính vì vậy, trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Mão hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh mệnh chủ. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho mệnh chủ. Thứ tư, về sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Quý Mão tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Kinh phong thủy Gia Cát nhắc nhở gia chủ tuổi Quý Mão cần chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Mệnh chủ có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng, khiến mệnh chủ không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ.
Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Quý Mão có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý và Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Quý Mão trong tháng 7 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 7, tức ngày 17 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Đinh Dậu. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 7, tức ngày 29 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ sức khỏe cho gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Quý Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 7, tức ngày 18 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Mậu Tuất, Nạp Âm, Bình Địa Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 7, tức ngày 30 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Canh Tuất, Nạp Âm, Thoa Xuyến Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Quý Mão trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.